Đây là người dân đi chống xây dựng nhà máy Lô Thiếu. Ngày ngày cũng tập trung, đêm tập trung. Dân mấy tháng đi nó cái mô được yên bình. Dân ta không biết nè, mà đưa lên ngoài đã gọi là nạt này. Nếu mình mẹ dư được phép giảm sát. Thế đó, mình có quyền. Kể trong phút, sao mình được hành giảm sát. Cô muốn mà Việt chưa cầm cầm quay camera gì. Quay, xong nó còn phải quay hết. Đây đây, đang quay máy rút về này. Đây hợp lực thi công, khả năng là phải chấp nhận với lòng tập trung người dân. Công trình Lô Thiếu đã thu quân. Máy to máy nhỏ chỉ là phải đưa về hết. Anh đưa mày hết đi, mày đến tám mươi lô. Đưa về mà tiệt tôi ngón đây, nắm đi qua năm khác lắm rồi, nắm đến rủ đi không chết, nằm bừa mỗi đây khổ bừa. Dẫn kéo nhiều rồi, dẫn xả cho dẫn ăn miến thì mà kéo rồi, nằm dáng nằm việc miến, kéo cả rồi, có biết việc thôi, ghi nhận cả rồi. Dự án không hợp dẫn đến tiền khái, mà lại cắt dẫn ra này nhé, cắt cái mối nhiệm này tem, chỉ có dẫn núi dẫn mù. Làm sai những gì được pháp luật đã chấp nhận được, khoảng cách chân đủ đặt về tên cáo dẫn về đến nguồn nước bộ gió. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.